Những ai mọi người yêu thích phong cách làm nail Hàn Quốc Đài Loan và lại là fan của vẽ vời hoa văn các thứ thì mọi người hãy theo dõi hết video này nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo, và nếu như ai thích vẽ vời cho bộ móng phong cách đài thì chúng ta cùng theo dõi hết video nhé. Trước hết là mọi người sẽ thực hiện các bước quen thuộc và chúng ta sẽ sơn liên kết lên. Đó, mình nhớ khóa đầu móng cả lại nhé. Đây là một bước rất là quen thuộc rồi nên lát nữa Thảo sẽ tua nhanh một xíu nha. Đây là bộ móng bình thường thì Thảo hay làm loang hoặc là mình ẩn các thứ. Hôm nay mình cũng sẽ vẫn làm vân đá loang rồi chúng ta sẽ thêm các cái họa tiết về trang trí nhé. Rồi, hãy nhớ là sơn nó mỏng thôi mọi người nha. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào hơi đèn 99 tây. Tiếp theo là chúng ta sẽ sơn màu lên, thì mọi người sẽ lựa chọn sơn nước gạo nhé. Rồi, mình sẽ nghiêng cái móng tay của khách hàng đi để cho chúng ta có thể luồn qua được hai cái phần khóe bên cạnh để cho nó không bị sót nhá, không bị bỏ lại, mọi người không bị thiếu sơn. Ok, cái ngón nào cần sơn thạch thì mình sẽ sơn thôi, còn các ngón khác thì chúng ta sẽ vẫn để lại để làm việc khác nha, để làm trang trí khác. Tiếp theo mọi người sẽ sơn lên đây một màu sơn cát nha. Có lẽ là từ năm ngoái thì sơn cát rất là hot. Đến năm nay thì chúng ta cũng đã ít sơn lại rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì cả màu sơn cát hay là cái màu sơn mà thường cút đấy mọi người. Đó thì chúng ta đều có cái cách sử dụng riêng, màu sơn giả bột ấy, mình đều có cách sử dụng riêng của nó thì nó vẫn đều rất là xinh. Đây là hai ngón chúng ta sẽ vẽ họa tiết hoa văn lên nha. Vì là ở trong video này ngón nào của chúng ta cũng trang trí nên là thời lượng video hơi dài một chút, mọi người hãy cố gắng theo dõi hết nha. Bởi vì là theo dõi hết thì mới thấy sản phẩm và được thấy sản phẩm cuối cùng, chứ còn trong cái quá trình tiến hành á, mình làm bất cứ cái gì về cái ngành này, cái nghề làm đẹp á mọi người, thì xem một nửa chừng hay là mới lúc đầu thì nó vẫn chưa hiểu được đây là đang làm cái gì thôi mọi người. Đấy, và nếu như mới xem đến đây thì bộ móng mới sơn màu trắng thôi, màu nước gạo thôi, nó cũng chưa có xinh xắn chút nào hết ạ. Rồi, lần thứ hai chúng ta cũng sơn nước gạo tương tự như vậy. Đó là lần thứ hai và cũng là một cái thao tác rất quen thuộc thôi nên Thảo sẽ tua nha. Rồi, sau đó mình cũng sẽ bỏ vào hơ đèn 99 giây nhé. Sau đó thì mình sẽ sử dụng màu thạch đen nhé để chúng ta trang trí ở ngón tay út này. Mình sẽ không hẳn là sơn gel mà chúng ta sẽ ombre một chút ở đây. Đó, mình sẽ sử dụng cái màu đen như thế này. Màu đen thì bên cạnh một góc thì nó sẽ dùng màu nâu. Thạch nâu và thạch đen chúng ta sẽ kết hợp với nhau và mọi người sẽ làm tương tự như vậy đến khi nó lên màu nhé. Lên màu thì hơi đậm đậm một chút xíu nha, màu thạch thì nhạt quá thì cũng không xinh. Ok, quét ở đây là quét sơn lên, mình dùng cây cọ số 3 nha. Rồi, đó, bên cạnh mình quét màu nâu này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tương tự lần 2 và rồi lần thứ 3. Nhớ là mỗi bước này chúng ta đều hơi đèn mọi người nhé. Làm theo cách này thì nó sẽ có được một màu sơn khá là độc đáo. Và chúng ta không phải là sơn từ chân lên á, để phần chân này lát nữa chúng ta còn ẩn giấy nhún ạ.
Đó, bởi vì là thời lượng của video này á là ngón nào cũng trang trí, nhưng Thảo vừa nhắc lúc nãy rồi, ngón nào cũng trang trí nên là thời lượng sẽ hơi lâu một chút xíu. Rồi. Ok, và hơi đèn, và tiếp theo thì chúng ta thực hiện đến lần thứ 3 luôn nhá. Đấy, thực hiện đến đây thì mọi người sẽ nhìn thấy màu sơn nó khá là xinh luôn. Ở ngón của chúng ta này nhá, ngón sơn cát đấy ạ, thì mọi người sẽ thực hiện là chúng ta cũng sử dụng cái màu thạch nâu lúc nãy. Đó, là chúng ta vẽ lên đây nhá. Rồi, mình sẽ sử dụng liên kết để chúng ta tán hai chiều nhé. Đây là mình tán loang vậy thôi, còn lát nữa thì ngón này chúng ta vẫn là vẽ họa tiết cho mọi người nha. Rồi. Còn tiếp theo ở ngón giữa này thì mọi người sẽ vẽ vân đá thực sự ở đây. Đây là cái màu gọi là màu nhũ đỏ nhá mọi người. Còn theo cái màu mà đang dùng thì đây chính là màu mắt mèo, màu đỏ. Mắt mèo đỏ đậm luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng tán cái phần loang ở đây. Thì mình cũng sẽ vẫn tán vân đá như bình thường thôi, mình tán phần loang đỏ rồi tán vân đá trắng lên trên. Rồi. Ok, mình sẽ tán nhạt hai bên nhé. Bởi vì mình sẽ làm loang vân đá to nên chúng ta sẽ tán nhạt ra hai bên. Đó. Ok, sau khi không lộ vệt cọ nữa thì chúng ta sẽ bỏ vào hơ đèn nhé. Còn ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái họa tiết ô vuông nha. Ô vuông với cái màu mắt mèo kim cương đỏ. À, mắt mèo đỏ này. Nếu như màu mắt mèo ấy mà chúng ta không có sử dụng theo cái cách mà dùng ở mắt mèo mọi người, thì nó dùng theo cách kiểu sơn nhũ thì nó khá là xinh, mọi người nhìn thấy không? Tức là trong cái màu đỏ này thì nó sẽ có nhũ vàng, nó khá là nổi luôn, là kiểu màu sắc đặc biệt nữa luôn đấy mọi người. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tán đều nó ra một chút nha. Mọi người sẽ hơ đèn và cũng sẽ thực hiện lại hai lần. Còn đối với ngón trỏ của chúng ta thì mọi người cũng sẽ tiến hành làm vệt loang đây. Ngón này cũng là ngón hoa văn nhé mọi người. Ngón này thì chúng ta sẽ làm hai màu đan xéo nhau. Đến đoạn này mà chúng ta mới gần kiểu hình dung ra một chút rồi đúng không ạ? Mà vẽ hoa văn vẽ ven lên nó sẽ khác đi rất là nhiều. Tiếp theo mình sẽ hơ đèn nhá. Hơ đèn ở bên phần thạch nâu, sau đó thì chúng ta sẽ nghiêng sang bên đây để tán phần thạch đen.
Sau khi tán xong rồi thì mọi người sẽ, đây, ngón út nữa thả ngón nói để lát nữa mình làm giấy nhún lên đây á. Thì đây là bước này đấy ạ. Mọi người sẽ lấy một tờ giấy, một cái mảnh giấy nhún siêu siêu nhỏ ở đây, chúng ta sẽ dán lên. Đó, với trường hợp mà mọi người thấy nó không bắt như thế này chứ là lúc nãy chúng ta đã hơi đèn, hơi đi hơi lại, cái lớp này nó khô quá, lớp sơn khô quá rồi. Thì mọi người phải dí hơi, ấn hơi chặt xuống một chút nha. Rồi, tiếp theo ở ngón vân đá của chúng ta. Đấy, với cả là trong cách phối màu chúng ta mình cũng có thể phối những cái màu tưởng chừng không bao giờ phối được với nhau. Đó, thì trên màu cái xanh, màu thạch đen và cái màu theo tông đỏ. Tuy nhiên thì ở hai ngón khác nhau và họa tiết trang trí nó sẽ ít, họa tiết trang trí nó sẽ nhiều ấy, thì cái màu nó ít đi ấy, thì nó sẽ vẫn hòa hợp với nhau thôi ạ. Rồi. Mình sẽ tán nhiều một chút nha, vì ở đây lát nữa thì mình sẽ tán vân đá trắng lên cơ. Tán cái phần nền loang trắng lên. Sau đó thì ở ngón này thì mình sẽ sơn lên một lớp liên kết nha. Rồi mình sẽ lấy một chút sơn gel màu trắng đã pha với cả màu nước gạo ở đây. Mình sẽ tán loang một chút làm sao cho ở đây nó lộ cái phần là nó loang loang nhạt hơi, khói một chút mọi người nhé. Đó, ngón cái chúng ta cũng làm tương tự như vậy như thế này nha. Rồi. Như vậy thì chúng ta thực hành xong, thực hiện xong rồi mình sẽ bỏ vào hơ đèn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhũ siêu sáng. Ôi trời, mọi người cần nhớ cái nhũ siêu sáng này. Dùng cách đây từ năm 2020 cơ. Có lẽ là phải dùng vào tầm tháng 10 gì đó nhỉ, không nhớ rõ ràng lắm. Nhưng mà dùng mãi mà chưa hết, và trong khi đấy cả còn làm bị đổ nữa cơ. Thật sự mọi người dùng nhũ siêu sáng này không biết bao giờ mới hết cơ. Ok, đúng là nhũ siêu sáng. Quét liền một phát khác hẳn đúng không mọi người. Sau đó thì chúng ta sẽ trăng lên đây nhá. Mình sẽ trăng gel nhện lên đây và theo hai cái phần đường này. Theo hai phần đường này ở đây thì mình sẽ trăng lên này. Ok, nếu như phần nào mà bị lem ra ngoài tay á thì chúng ta sẽ lau đi nhá. Đó, mọi người trăng gel nhện rất là hay kiểu sợ lem vào tay khách ý. Nhưng thật ra là mọi cái mà lem lên tay mà chưa hơ đèn đối với chất lượng gel thì chúng ta đều có thể lau đi được đúng không ạ? Ok, sau đó thì mình sẽ bỏ vào hơ đèn. Ở đây thì mình đã kẻ ô sẵn rồi nên là chúng ta sẽ kẻ thêm một vài đường thẳng nhá. Rồi. Ở bên này chúng ta cũng kẻ như vậy. Rồi. Đó. Sau khi đã làm xong ở đây chúng ta sẽ vẽ nên một vài họa tiết nha. Ở đây mình sẽ vẽ các cánh hoa cách điệu một chút thôi nhé mọi người nhé. Ở đây chỉ là các họa tiết vẽ hoa cách điệu chứ không phải là vẽ len nha mọi người. Rồi.
Rồi, đây sẽ là bông hoa bình thường nha. Còn đối với ô bên trên thì mới có một vài họa tiết, có một tầm 1 hoặc 2 họa tiết vẽ lên thôi, còn lại thì vẫn là vẽ hoa đơn giản nhé. Rồi mình sẽ vẽ một vài chấm để trang trí thêm một vài cái đường lăn tăn ở đây nhé. Ở đây thì mình cũng sẽ vẽ chấm nốt này. Lát nữa thì mình sẽ vẽ một vài cái phần đường hoa màu đen ở đây. Đó, chấm trắng theo trên vệt thẳng này. Ở đây thì mình sẽ vẽ thêm một vài vệt cọ màu đen nha, và chúng ta cũng sẽ chấm những cái chấm màu đen lên trên này. Đó. Rồi. Ok, như vậy là đã xong một chút ở đây. Đó. Như vậy chúng ta đã gần đến những bước hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi để xem toàn bộ sản phẩm nhé. Mình sẽ sơn tốp lên. Đây là mọi người sơn tốp nếu mà muốn cho, vì cái lớp này của chúng ta đã quét lên khá là nhiều lần rồi ấy. Đấy, còn nếu như mà mọi người muốn kỹ hơn thì chúng ta vẫn có thể sơn một lớp cứng móng lên bên trên nhé. Đó, nhớ khóa đầu móng lại này. Các bước thì đều khóa đầu móng, tuy nhiên và bước tốt thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được bước này. Ngón vân đá ở ngón cái thì cũng giống như ngón giữa của chúng ta thôi, nên là Thảo không có để ra đây. Bởi vì thời lượng của bốn ngón này đã khá là dài rồi, tại vì ngón nào cũng có trang trí. Thông thường một bộ móng mọi người sẽ trang trí tầm khoảng 3 ngón thì nó sẽ ít thời gian đi khá là nhiều. Như vậy là chúng ta sơn xong và mình sẽ bỏ vào hơ đèn 2 lần 99 giây rồi chúng ta sẽ xem sản phẩm cuối cùng ở đây nhé. Rồi, ok, đây là sản phẩm cuối cùng của chúng ta này. Đó, mọi người có thể ứng dụng bộ móng này với những cái phong cách Hàn Quốc, Đài Loan nhẹ nhàng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video về chia sẻ kinh nghiệm làm nail cùng Nghi Thảo. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, mọi người hãy ấn vào hình tròn phía giữa màn hình để đăng ký kênh, hoặc có thể xem ngay các video ở phía bên tay trái màn hình hoặc phía bên tay phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.